Tại chợ Khai Sơn, huyện Hướng Hóa trong dịp cuối năm, lượng hàng hóa, người ra vào ngày càng đông đúc, nhộn nhịp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu không có các biện pháp đảm bảo an toàn. Toàn chợ hiện có hơn 500 hộ kinh doanh buôn bán, trong đó có hơn 100 hộ kinh doanh quần áo, giày dép, chăn ga, thực phẩm khô, vàng mã là những mặt hàng dễ cháy. Do đó, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được ban quản lý chợ đặt lên hàng đầu. Riêng bản thân tôi thì phòng cháy chữa cháy cuối năm nay thì rất tốt, ví dụ như là không thắp hương này, không đục bàn mà này, vừa là tất cả chị em đây cũng trước khi ra về cũng xem lại điện đài, máy quạt, máy đồ, tất cả những cái dụng cụ mà có ảnh hưởng đến phòng cháy chữa cháy chúng tôi rất là tuân theo. Bởi vậy cuối năm đi thì riêng bản thân tôi cũng có phòng bình cho phòng cháy chữa cháy đấy, chúng tôi cũng làm rất tốt phòng cháy chữa cháy, giờ chợ bảo đảm 100%. Ban quản lý chợ đã chỉ đạo các tổ đội kiểm tra lại tất cả cái hệ thống bảo vệ tại chợ, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời là tuyên truyền, chỉ đạo đội bảo vệ tuyên truyền bà con tiểu thương chấp hành nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy, nội quy phòng cháy chữa cháy tại chợ. Hiện nay chính quyền các địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thận trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị tiêu thụ điện, chấp hành nghiêm cả quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán, đặc biệt là tại các chợ truyền thống. Yêu cầu các ban quản lý chợ niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy cơ cháy nổ. Thì các cái tiểu thương thường thường là Tết thì hay có cái phong tục là đốt vàng mã rồi thắp hương rồi cúng, rồi nó rất là nguy hiểm do cái việc xảy ra cháy ở chợ. Thì trên tinh thần đó thì tỉnh đã có cái các cái văn bản chỉ đạo và trực tiếp là giao cho công an thị trấn Lao Bảo kiểm tra hướng dẫn những cái công tác phòng cháy chữa cháy cho ban quản lý các chợ. Trong đó thì ban quản lý chợ cũng đã có cái chủ động khắc phục và đã triển khai các cái giải pháp tốt nhất để thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là các chợ. Có một vấn đề hiện nay là phần lớn các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư lâu, nhiều chợ đã xuống cấp. Trong khi đó, vào dịp giáp Tết, khối lượng hàng hóa tập kết tại các chợ tương đối lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do đó, để nâng cao hơn nữa công tác phòng chống cháy nổ, ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng, các tiểu thương và người dân cũng cần nâng cao ý thức hơn nữa, chủ động trong công tác phòng chống cháy nổ, quyết tâm không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn.